Alo, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ sáu, là một ngày có nhiều người cũng là ngày cuối tuần rồi. Ngày mai là thứ bảy cuối tuần rồi. Tự nhiên có một cơn mưa rất là lớn ập tới. Cơn mưa rất là lớn vào buổi chiều. Các bạn thấy không khí nó như thế nào ạ? Đó, không khí rất là buồn luôn á. Không khí này nhìn rất là buồn. Cái nơi này là ít người qua lại, ở phía trước mặt là đường á, đường con đường nhỏ, mà đường này nó không phải là đường chính á, nó là đường phụ á, đường làng á, nên là người đi qua cũng rất ít. Và theo cơn mưa này á, là gió tạt vào làm cho rất là lạnh luôn, nên là phải mặc áo liền vô để cho nó ấm. Cơn mưa buổi chiều này thì làm cho tâm hồn mới là dịu lại, làm cho mình nghĩ cho rất là nhiều cảnh đời, rất là nhiều cảm xúc trong lúc này, đúng không ạ? Có những người mà người ta cho là cơn mưa làm cho người ta rất là thích thú, rất là mát mẻ và rất là ấm áp, được ở trong nhà ấm áp, được có những thức ăn ngon, thì đó là một cái trải nghiệm và một cái rất là thú vị. Còn có những người mà người ta giờ này đây, người ta giả sử người ta chạy xe chẳng hạn, chạy xe ôm, chạy xe ráp chẳng hạn, mưa này đâu ai đi đâu, mà ngay cái mùa dịch này là cũng rất là ít người đi, người ta hạn chế đi. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 2021, trên tất cả các phương tiện thông tin này kia là loan báo là dịch bệnh, là nó không phải là những ổ dịch lớn như ở ngoài Bắc, nhưng mà nó có những cái người mà nghi nhiễm F1, F2 là nó cũng rải rác, nên là tất cả mọi người cũng ngại đi ra đường, ngại tiếp xúc. Bởi vì bây giờ mình mà lỡ tiếp xúc, mình vô một cái quán ăn, quán nhậu nào đó mà có một người nào đó mà nghi nhiễm đó là sẽ bị phong tỏa luôn, thì là cái quán đó cũng bị phong tỏa, rồi cái người mà ở trong quán đó mà cũng bị, nếu người ta phát hiện ra, người ta bắt mình đi cách ly, đúng không? Tự nhiên mình đang có một số cuộc sống bình thường như vậy nè. Công việc cũng bình thường, công việc hàng ngày luôn, công việc phải có mình, phải có mình thì mới giải quyết được, đúng không? Thì là rất là mệt mỏi, đúng không? Còn những người nào mà không như vậy á, những người nào mà không có phải là cần giải quyết công việc, không phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày á, thì nó cũng không bị nặng nề lắm. Thì đi cách ly là bây giờ là từ 14 ngày, bây giờ lên trên dưới 20 ngày thì cũng về nhà thôi. Mình nghĩ đó là một trải nghiệm. Nếu mà mình có lỡ bị như vậy, còn như những có cảnh đời giả sử như là lao động chính trong nhà chẳng hạn, bởi vì bây giờ các cơ quan chức năng thì khi mà bị như vậy thì họ đâu có xét hoàn cảnh từng người đâu, đúng không? Đâu xét hoàn cảnh từng người đâu, nên là người ta sẽ tập trung là đi cách ly hết, chứ còn không có xét anh là một ngày anh không đi làm thì gia đình anh sẽ gặp khó khăn, thiếu thốn hay kia, là không có nha các bạn, là không có. Nhà nước, cơ quan chức năng trong lúc này đây thì có lẽ là cái chuyện mà chính là dập dịch, và coi như là chuyện đó là rất là nhỏ. Đối với cá nhân thì mình tự giải quyết, mình tự thu xếp nhất, thu xếp lại, nên là mọi người hãy cẩn trọng, hãy thực hiện quy tắc 5K của chính phủ, giống như là khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, khai báo y tế và giữ khoảng cách. Đó nghe các bạn, hôm nay là một cơn mưa nên là mình sẽ ca một bài ca, nên ca về mưa đi, ca về mưa đi ha. Để mình sẽ ca một bài ca về mưa. Mưa này có gió rất là nhiều các bạn, mưa này gió rất là mạnh luôn á. Mình đứng đây cách ngoài hóa hiên khoảng 3 mét, nhưng mà gió nó vô ào ào luôn á, làm hả
lạnh hết cả người luôn. Bây giờ mình sẽ ca bài Hai Mùa Mưa nha các bạn. Cái bài này là sáng tác rất là lâu rồi mà rất là nhiều cảm xúc, mà rất là nhiều người hát. Thì hôm nay nhân dịp hôm nay là mùa mưa, ngày mưa này nè, thì trong một cảm xúc cũng rất là chơi vơi, cũng rất là không biết nói sao, cũng rất là buồn, và mình sẽ hát bài Hai Mùa Mưa nha. Ở xa xa kia là có mấy con lulu á, thấy tội quá mà mình không giúp gì được cho nó, rất là lạnh nha các bạn. Để chút nữa mình tìm một cái áo mình sẽ cho nó ấm. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tất cả khi ấm môi mình ngồi ơn là những phút vui trôi mất rồi. Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa, này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ, mái trường khi ấu thơ, và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Hai đứa vui chưa với tâm sự, hôm sau anh lên đường, tôi tiến anh như bao anh hùng hiên ngang ra xa trường. Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phần ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nào nè, anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh, đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh. Nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều khi trần san nghe lòng thao thức canh thâu, đường ghe nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm ước mau đoàn tàu đi về mãi, mà bản thân tôi nơi đâu. Hai đứa vui chưa với tâm sự, hôm sau anh lên đường, tôi tiến anh như bao anh hùng hiên ngang ra xa trường. Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nào nè, anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh, đêm khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh. Nghĩ rằng tôi vắng anh vì niềm trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình.
Nhiều khi trời sáng nghe lòng thao thức canh thâu, đường ra nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng tròi đêm lướt mau, đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Tiếng tròi đêm lướt mau, đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu. Xin chào các bạn. Bây giờ là mình đã hát xong rồi mà mình thấy bé Lulu bên kia kìa, lạnh quá, thôi để mình đi tìm cái miếng vải này cho nó nằm nha. Bye bye, xin chào tạm biệt.